có thể thuyết phục được bố mẹ. Mình cũng đã suy nghĩ trong đầu là sẽ đối mặt. Nếu mà Hải không làm công tác tư tưởng được với bố mẹ thì Hằng một mình và chấm dứt quan hệ với Hải. Nhưng mà đến tận bây giờ không nghĩ là hai vợ chồng mình có thể đến được với nhau sau rất nhiều khó khăn như vậy. Mình sinh hoạt một đội bóng với tư cách là cầm đội, gọi là bà bầu đấy. Từ đội bóng thì mình mới quen chồng mình. Tính mình có cái gì đó hơi nam tính, mọi người mới trêu. Thì mình quay ra mình hỏi cậu em là thế chị thích mày có được không? Thì ông xã mình lúc đó thì gật đầu mà cũng được. Thế là từ đó chúng mình bước sang một cái quan hệ mới, tìm hiểu nhau cũng phải 7 năm. Nhưng mà không bao giờ Hải đưa Hằng về nhà chơi. Chưa một lần giới thiệu về nhà, bố mẹ Hải phản đối. Phản đối gay gắt luôn. Khi bố mẹ phản đối như vậy thì ngoài việc Hải làm công tác tư tưởng với bố mẹ thì Hải còn đi tất cả các gia đình họ hàng, chỗ nào mà có thể tác động được. Đến cái phút cuối cùng bố mẹ Hải vẫn không đồng ý. Nếu mày còn tiếp tục như thế này nhá thì thôi mày ra khỏi nhà đi. Hai đứa quyết định là phải gây sức ép với bố mẹ và đã gieo một cái mầm non. Bố mẹ chồng Hằng đồng ý cho Hải cưới Hằng thì chúng tôi chỉ có 5 ngày để chuẩn bị tất cả. Vừa mừng nhưng mà lại vừa cực kỳ lo vì nó như kiểu là đến cái thách thức đến với mình. Công sức của Hải ấy, ở chung với bố mẹ chồng cũng có va chạm. Đương nhiên là ông chồng ở giữa rất khó xử, cũng có những cãi vã nhưng cũng phải nhịn nhau. Mình đã đến với nhau khó khăn đến mấy rồi thì đừng có vì cãi vã rồi để rạn nứt rồi đánh mất đi cái thành quả mà bao nhiêu năm hai đứa mới đến được với nhau. Chồng mình cũng là người ít nói, gọi là khô, nhưng mà Hằng cảm nhận được cái chăm sóc, cái quan tâm của ông xã là bằng cách là chia sẻ Hằng việc chăm sóc các con. Cái đấy là rất đáng ghi nhận. Hải làm cho Hằng một chỗ dựa mà thậm chí còn là uốn nắn Hằng để thành một người mẹ, người vợ, chứ không phải Hằng đầu gấu như thời đi học nữa. Bây giờ là đi làm về là gia đình, là các con, là bữa cơm. Cái đấy là do Hải. Người ta bảo là phụ nữ là người xây tổ ấm, nhưng mà người xây tổ ấm nhà Hằng thì cái người vun vén thì lại là Hải. Uốn nắn để cho những cái mầm non hạnh phúc nhà Hằng nảy nở phải là Hải. Cái đấy là mình rất cảm ơn Hải. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Cảm ơn tình yêu, mình mượn bài hát để gửi tới Hải cái tấm lòng của mình thôi. Ông xã Hằng tính khô lắm, nhưng mà Hằng tin là Hải sẽ cảm nhận được. Hạnh phúc trao ra lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Để mà quen được Hải thì cũng thông qua sân bóng. Mình muốn khi mình tặng món quà này cho Hải có tất cả những người bạn của mình và cũng là bạn của Hải cùng với vợ chồng mình chia sẻ cái phút giây hạnh phúc đấy. Và một phần nữa là có thể tại sân bóng thì Hằng có thể tự tin hơn nhiều so với ở các khung cảnh khác. Hello, đây là gia đình Kẹo Bố. Mother finger, where are you? Thứ hai bố Hải có ra sân không? Anh ạ. Sân. Hay họp đội bóng. Kêu nhiều lắm. Kêu nhiều đi. Chiều 5:30 mới đá cơ mà. Ông Tú, ông Hùng còn mời chứ chưa làm đi. không biết đá, biết đá chẳng phăm phăm này, cổ. Này, nhớ vàng không? Nha, thứ hai bố Hải đi làm về lượn ra đấy. Xong báo ông bà nội cắp cơm đi liên hoan. Giờ người mà tổ chức bóng đá cũng được. Tổ chức gì? Hâm này gọi là tụ tập một trận. Đầu gối bố Hải bó xuống. Chồng rồi bố Hải thối chưa? Nay đội tuyển Việt Nam thắng rồi. Alo, tôi xin cảm ơn Bồ Đề Gôn, cảm ơn những anh em New Family đã có mặt và cảm ơn một người đã đến để cho tôi thể hiện tình cảm của mình ngày hôm nay. Tôi và anh gặp nhau không phải ở sân cỏ, nhưng từ sân cỏ chúng tôi quen nhau và giờ đây chúng tôi được ở bên nhau. Giây phút này tôi rất xúc động, nhưng tôi nghĩ là anh sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho anh. Cảm ơn anh đã đến sân. Trận bóng hôm nay em tổ chức để kỷ niệm những ngày em cùng các anh em ở đây đi giao lưu ở khắp nơi. Nhưng cái chính là em tổ chức để tặng anh, người bạn đời của em. Cảm ơn anh đã là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời của em, để cho em tiếp tục phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn ông xã thật nhiều. Và xin tặng anh bài hát Cảm ơn tình yêu. Tất cả những gì trên sân cỏ này. Với yêu thương nồng say như chơi vơi, nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghe lòng không nói lên lời. Lời hát xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta gần nhau, phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn cho chúng ta một đêm nhớ mãi. tay trong tay Nguyễn Anh là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, nhưng phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghe lòng không nói lên lời. Hạnh phúc trao dâng lời khát, xin cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Em còn một món quà tặng cho anh, chỉ ít lời thôi nhưng mong anh hiểu những tình cảm. Để chúng ta luôn luôn có những nụ cười như này và giữ mãi hạnh phúc của gia đình chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi sẽ cầm còi để các bạn đá tiếp ạ. Hạnh phúc rất là xúc động. Hai vợ chồng để đến được với nhau là cũng là cả một vấn đề. Thế hôm nay Hằng mượn đội bóng này kỷ niệm để tặng nhau này, cha mình nghĩ là để hâm nóng tình cảm gia đình thì mình cũng rất là vui và hạnh phúc. Khi thấy chồng mình ra sân với một cái tâm trạng vui vẻ như thế, mình cũng thực sự bất ngờ đấy. Trước khi đến sân bóng vì trao đổi với chồng thì chồng cũng vẫn khó chịu, không còn đá bóng biết gì hết. Lúc đấy Hải coi Hằng như một đứa trẻ con ấy, cứ vỗ vào lưng được rồi, làm người ta bất ngờ đấy, cứ vỗ vào lưng thôi không khóc nữa. Cuộc sống bây giờ tất nhiên là vẫn còn rất nhiều khó khăn, về lấy nhau rồi cũng không phải là cũng dễ dàng gì cả, cả hai cùng phải cố gắng. Hy vọng là sau những cái cuộc như này thì tình cảm vợ chồng sẽ thêm gắn bó. Cái mong muốn lớn nhất là bây giờ con cái cũng lớn rồi thì sẽ có thời gian là dành cho những cái đam mê. Chúng tôi sẽ có thể là gần gũi nhau hơn, tình cảm với nhau nhiều hơn nữa thì sẽ cái hạnh phúc sẽ được đắp xây từ đó. Giữa một lời mà đông người như này, thực ra là người phụ nữ phải rất mạnh mẽ mới có được những cái cảm xúc mà để thể hiện ra để cho người chồng mình cảm nhận được. Tôi ngưỡng mộ đôi này đấy, đôi bạn trẻ này, tôi ngưỡng mộ.